Các cầu thủ SHV Đà Nẵng trong trang phục áo cam, quần cam và tất trắng ở phần sân bên phía tay trái. Hai cầu thủ này đã chơi với nhau cả 9 trận đấu đã qua của SHV Đà Nẵng. Đây là huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn và dấu ấn đầu tiên mà huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn cùng với trưởng đoàn Đặng Trần Trình đưa ra, đó là đội hình 4-4-2. Nguy hiểm, không vào. Pha dứt điểm của Phan Văn Long ở ngay phút thứ 2 của trận đấu này. Rất tiếc là Văn Long đã không thành công với pha ra chân rất nhanh bằng chân trái. Đó là một tình huống tấn công trung lộ rất hay của đội bóng Sông Hàn. Một đường truyền trung lộ có điểm rơi chính xác và Phan Văn Long đã băng xuống và có cơ hội đối mặt với thủ thành Đức Cường. Huấn luyện viên Lê Bình Đức vẫn là thuyền trưởng của câu lạc bộ FC Đà Nẵng. Chúng ta cùng xem lại đường truyền rất tốt của Đặng Anh Tuấn, đường truyền có điểm rơi chính xác đến từng cm. Nó phá vỡ hoàn toàn hệ thống phòng ngự của BKV Bình Dương, đặt Phan Văn Long vào một tư thế dứt điểm rất thuận lợi. Ngọc Toàn, Rafaelson sút ngay. Quả dứt điểm sở trường của Rafaelson, sút bóng sống ở những đường truyền treo góc. Vừa rồi thì Trần Đức Cường đã chơi rất tập trung và anh đã khép góc một cách kịp thời. Ryan Sơn đã từng ghi bàn ở những pha bóng tương tự như thế này với những đường truyền của Minh Tâm. Thủ thành có thể hình tốt của Zilic. Tô Văn Vũ không được. Cú đá của Tô Văn Vũ đã phá được hàng rào của FC Đà Nẵng, nhưng rất tiếc là nó đã khẽ chạm một trong những cầu thủ áo cam và đi chệch khung thành. Hay Nam Định cũng đều có chỉ số ghi bàn rất tốt với những con số là 16 và 17 bàn. Nguy hiểm. Tình huống dứt điểm thứ hai của BKM Bình Dương trong trận đấu này và nó thuộc về Victor Mansaray với một pha bật cao đánh đầu. Người tạt bóng là Trung Tín. Mansaray cũng đã bật rất cao và đánh đầu kỹ thuật. Rabo Ali, cú đá thẳng. Cú đá thẳng của Rabo Ali đúng vào vị trí mà Thanh Bình đã chọn. Nó không phải là một cú đá lượn qua hàng rào mà là một cú đá lách hàng rào. Và trong pha bóng này thì Thanh Bình đã rất khôn ngoan, chọn vị trí chính xác và xử lý một cách an toàn. Đây là những cổ động viên của BKM Bình Dương. Vẫn là Tô Văn Vũ với những tình huống đột phá dọc bên phải quen thuộc. Tiến Linh, bóng không đến được chỗ của Tiến Linh. Nguy hiểm, không vào. Cú đá rất nhanh của Papeoma sau khi đón được đường pha bóng của Gian Glesio. Đội trưởng của BKM Bình Dương đã băng từ tuyến 2 và thực hiện cú đá một chạm rất căng. Rất tiếc là cú đá này của Papeoma còn đi cách khá xa khung thành của Thanh Bình. Chỉ còn thi đấu với 10 người. Nguy hiểm, không được. Vẫn không vào. Không vào. Rafa Sơn đã bị thổi việt vị ở tình huống dứt điểm thứ hai. Và trước đó là 3 pha dứt điểm liên tiếp của các thủ SHV Đà Nẵng, nhưng bóng vẫn chưa đi vào lưới của thủ thành Trần Đức Cường. SHV Đà Nẵng luôn chơi hay ở những thời điểm đầu của mỗi hiệp đấu. Ở ngay phút thứ nhất của hiệp 1 thì Phan Văn Long đã có cơ hội và bây giờ là phút thứ 3 của hiệp 2. Đó là tình huống thoát đi rất nhanh của Võ Ngọc Toàn. Một pha có thể nói là phản xạ xuất thần của Trần Đức Cường. Tình huống cứu thua đầu tiên cũng hay, tình huống phản xạ thứ hai cũng rất tuyệt vời và pha xử lý thứ ba thì cũng rất nhanh nhẹn và công nhận. Đỗ Thành Thịnh và tạt bóng rất kỹ thuật. Người chiến thắng ở Abu Ali. Nguy hiểm. Một tình huống xử lý hơi chủ quan của Omar và ngay tức Võ Ngọc Toàn là người đã xuất tội rất nhanh. Lướt lên lấy bóng và sau đó là một cú ra chân uy lực bằng chân trái. Nhưng tiếp là cú đá không chính xác.
phút vừa qua của trận đấu thì Võ Ngọc Toàn đã chịu khó dâng cao hơn để sẽ tấn công nhiều hơn. Và bóng bất ngờ và Đức Cường đã đứng nhìn. Đó là những tình huống dứt điểm của FC Đà Nẵng ở đầu mỗi hiệp đấu. Tiến lên! Nguy hiểm! Bây giờ thì mới là cơ hội nguy hiểm đầu tiên của Tiến Linh. Một pha không chơi bóng và xoay người ở khoảng cách ngoài 20m. Rất nguy hiểm. Bóng đã khẽ chạm chân của một cầu thủ phòng ngự bên phía FC Đà Nẵng đi xoáy và sát sạt cột dọc của AB Đà Nẵng. Đó là một pha xử lý rất hay của Tiến Linh. Pha xử lý ấn tượng nhất của tiền đạo này từ đầu trận đấu đến bây giờ. Đây là một thời điểm có thể nói là rất nhạy cảm của trận đấu này. Đội bóng nào có được bàn thắng thì sẽ có xác suất và cơ hội giành chiến thắng cao hơn. Nguy hiểm, Tiến Linh! Tuyệt vời! Pha dứt điểm thứ 3 của Tiến Linh ở ngoài vòng cấm và lần này nó đã thành công. Tình huống không chơi bóng và xoay người dứt điểm cực kỳ đẳng cấp của tiền đạo, có thể nói là số 1 của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. 3 tình huống dứt điểm nguy hiểm và đến lần thứ 3 thì Tiến Linh đã thành công. Rất xuất sắc với pha xử lý vừa rồi. Một pha dứt điểm đẳng cấp mà thủ môn Thanh Bình đã bay người hết cỡ nhưng không thể với tới được xe bóng. Trong phần bình luận trận đấu này tôi đã nói về Tiến Linh. Có thể anh rất ít tham gia vào những tình huống phối hợp của BKM Bình Dương, cũng không quá nổi bật với những pha chạm bóng. Nhưng mỗi lần có cơ hội, Tiến Linh đều biết cách tạo ra sự khác biệt. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này một lần nữa. Không chơi bóng, xoay người, một tình huống gạt nhẹ để tạo góc độ. Và cùng đó là cú cứa lòng điệu nghệ, cú cứa lòng của Tiến Linh vừa có lực vừa có hướng đi hiểm hóc. Thanh Bình đã cố gắng hết sức, không thể với được tới quỹ đạo bay của trái bóng. Không có lỗi Việt Vị, Đình Hoàng đã khôn khéo phá được bẫy Việt Vị. Nhưng rất tiếc là quả tạt bóng cuối cùng của FC Đà Nẵng vẫn là những tình huống cuối cùng của đội bóng sông Hàn không chuẩn xác. Bóng đá đôi khi có những sự kỵ giờ thực sự là khó để giải thích. Bàn thắng thứ 6 của Tiến Linh và lúc này anh đang vươn lên top đầu. Tình huống tấn công cuối cùng của LB. Một pha phạm lỗi khá vô duyên của Rabo Ali. Tình huống phạm lỗi diễn ra ở phút bù giờ thứ 5 rồi. Các bạn thân mến, cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội đã kết thúc với phần thắng riêng về phía đội chủ nhà. Bàn thắng duy nhất do công của Lương Xuân Trường. Một tình huống lên bóng không cần thiết của Rabo Ali. FC Đà Nẵng sẽ trông chờ rất nhiều ở tình huống đá phạt này. Cơ hội cuối cùng, cơ hội duy nhất để họ tìm kiếm cơ hội có điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Đứng trước bóng là Viết Thắng, là Rafael Sơn. Hàng rào của BK Bình Dương đã được tổ chức. Không vào! Đức Cường là người cứu thua và anh đã góp phần để giúp cho BK Bình Dương có được chiến thắng trọn vẹn trong trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu rất thành công với Trần Đức Cường và các cầu thủ của đội bóng Đất Tổ. Họ đã chơi thực sự là tốt hơn so với FC Đà Nẵng ở khả năng kiểm soát bóng và khả năng tận dụng cơ hội, cùng với sự tỏa sáng của Tiến Linh, những sự xuất sắc của những cá nhân như Tiến Linh ở mặt trận tấn công và sự chắc chắn của Trần Đức Cường là những yếu tố giúp cho BKM Bình Dương tiếp tục lại một lần nữa thể hiện được cái duyên trong những lần đối đầu với